Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục quay trở về series mở những cái hộp bài Yu-Gi-Oh. Hôm nay tiếp tục ta sẽ tìm hiểu đến một hộp bài tiếp theo là hộp bài Pressing Chain, một cái hộp bài Shatterdeck dành cho người chơi chuyên nghiệp. Thì bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Rồi đầu tiên ta đi bóc qua cái hộp bài đó ra trước đã, rồi để xem tổng thể những thứ bên trong nó trước. Sau đó ta đi ngắm chi tiết từng cái lá bài một để xem độ đẹp của nó. Sau đó sau một cái video nào đó khác chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu từng thứ một sau. Thì nói chung là hộp bài này chúng ta cứ nhìn tổng thể trước nhé. Ta sẽ tổng thể xem mà cái bàn đấu nó như thế nào này. Xong rồi cái gì nhỉ? Bàn đấu này, xong rồi cái hộp ra sao này, xong rồi những cái lá bài ra sao nữa. Chúng ta nhìn tổng thể hết một loạt trước, sau đó ta sẽ vào nhìn chi tiết thêm sau. Và cũng như các video khác để hỗ trợ các bạn nhìn rõ hơn từng lá bài thì mình cũng sẽ để ở bên cạnh dùng cái hình quay cận từng lá bài. Tại vì do điều kiện quay của mình nó không tốt lắm, thành ra mình không thể cho các bạn xem những góc quay giống như những người làm chuyên nghiệp người ta cho bạn quay được. Tuy nhiên vẫn muốn chia sẻ với bạn những cái gì mình có thì mình vẫn sẽ bổ sung thêm một cái lớp video bên cạnh cho bạn xem nhé. Nên các bạn thông cảm một chút như vậy nhé. Nói chung là bóc mấy cái bài này thì phải tìm một cái điểm để cho nó gỡ. Nhưng mà cái điểm gỡ này cơ bản nhiều lúc cũng hơi khó tìm một chút. Nói chung là bạn nào tìm quen thì gỡ nó nhanh, nhưng mình nhiều khi mình gỡ cũng hơi lâu. Và có những cái bộ bài khác nhau, ví dụ như bộ bài của Mỹ, bộ bài của Anh, cái thứ sẽ khác nhau nhé. Có bộ bài của nước này thì nó lại để cái phần gỡ siêu ấy nó ở phía trên, nhưng có bộ để phía bên hông, có bộ để phía sau nhé. Thành ra mỗi cái một cách riêng, thành ra chúng ta phải mất công tìm hiểu qua một chút. Nó thôi kệ đấy, vấn đề thao tác thôi. Chúng ta sẽ ngắm qua một loạt lá bài trước, sau đó ta đi nhìn vào từng lá. Ok, hôm nay tiếp tục đến với bộ bài Shatterdeck Freezing Chain. Một cái bộ bài của cho người chơi chuyên nghiệp hơn một chút. Thì chúng ta sẽ có một bài như này, một bài với tông nền màu xanh. Thì với bộ bài ở đây thì bộ này là một cái bộ mà thấy mọi người khen cũng khá nhiều. Tất nhiên là được truyền thông nhiều thôi, chứ còn thực tế ra thì sức mạnh thế nào mình cũng có biết, đúng không nhỉ? Mà thực ra nhiều khi mình mua bài ấy không phải vì các bạn khen nó mạnh đâu, mà đơn giản trên mình lên mạng thấy có hàng mình mua được thì mình mua thôi, chứ tầm này quan trọng gì đâu. Tại vì nhiều khi mình bỏ các bạn rồi, mình sống ở quê ấy, mình cũng chả ai chơi cùng cái bài này cả, nên mình không phải áp lực phải xây dựng một bộ bài mạnh, mình không phải xây dựng một bộ bài mạnh để đi thi đấu ấy, tại vì cũng chả ai đấu với mình cả. Nên ra đơn giản chúng ta chỉ là đơn giản thích cái nào thì mua thôi, có khả năng thì mua thôi. Thì cái hộp này đây mình sẽ có 37 lá bài common, sẽ có 3 lá super rare, có 6 lá ultra rare, đúng không? Tổng số cái lá linh tinh gì đó. Và phía sau vẫn sẽ thống kê cho mình những cái lá bài cụ thể để chúng ta biết lối trước khi lựa chọn cái hộp bài này. Sẽ có những cái lá monster card, những lá spell card, trap card và extra deck. Cái này có khá nhiều lá extra deck nhỉ? Thì bình thường các bộ bài thấy nhiều, ít khi có lá extra deck nhiều lắm, thấy bộ này có khá nhiều lá. Không, nhớ là nhiều hơn lá bình thường thôi chứ không phải quá nhiều. Thì trong bộ bài này bên cạnh cái hộp như vậy nó còn có thêm một cái sàn đấu. Cái sàn đấu cũng với tông nền màu tông màu xanh thôi. Sàn đấu ở đây chúng ta sẽ có hình mấy em rồng băng à, chắc là rồng băng chăng. Một cái sàn đấu như thế này, vẫn là sàn đấu chuyên nghiệp, chỉ có kẻ ô và cái hình nền thôi, và tên bộ bài, tên hãng các thứ linh tinh thôi. Còn chúng ta sẽ không có gì nhiều, không có ký hiệu gì nhiều. Còn với mặt sau của nó ở đây nó sẽ có cho ta giới thiệu một chút về bộ bài, cũng thống kê các lá bài, giới thiệu một số cái combo cơ bản và cũng đề xuất một số cái pack bài hỗ trợ nâng cấp sức mạnh cho bộ bài này. Nói chung với bộ bài này mình thấy cơ bản nó cần hỗ trợ bằng rất nhiều bộ bài khác để rất nhiều cái pack bài lẻ có thể hỗ trợ thêm vào sức mạnh cho nó. Ví dụ như là pack Brazing Vortex, pack này thì có, mình đã quay video các bạn xem rồi đúng không? Ngoài pack Phantom Red thì tới sẽ cho các bạn xem. Nói chung pack này mình có mua nhưng không có cả hộp. Brazing Vortex thì mình quay cả hộp, nhưng cái pack này Phantom Red thì quay có 10 pack nhỏ thôi. Rise of the Druid thì cái này đã từng chia sẻ các bạn đây là thực sự là cũng không kiếm được để mà quay. Cái này thực sự mình không kiếm được. Từ ra nếu bây giờ cần mua thì vẫn có thể lên các cái nhóm để group trao đổi để kiếm người bán để mua. Nhưng mà để mua thành những cái pack bài cụ thể để bóc ấy, mà mua hiện tại ở Việt Nam thời điểm mình quay video là không có. Chỉ có bài OCG, không có bài TCG. Đúng không? Còn cái pack bài Legendary Duelist
Red Abra thì cái này gần như là tuyệt chủng rồi. Nói chung cái gì có dính líu với mấy con thần ấy thì thường nó nhanh tuyệt chủng lắm, thành ra cũng không kiếm được. Nói chung là xác định là mấy cái này cần cái gì thì đi mua, trao đổi mua lẻ thôi, chứ còn để mua tổng thể thì gần như là chịu chết rồi. Đấy, nói chung có giới thiệu bạn qua một chút như vậy. Nói chung cái pack này mình cũng có sự búp sức mạnh của nó khá nhiều đấy. Nhưng mà tuy nhiên một điều là cách vận dụng thì cứ để cho video khác. Chúng ta vẫn theo tinh thần là ngắm bài trước rồi xử lý sau. Thì với bộ bài ở đây, với bộ bài này ở đây thì đầu tiên nó sẽ có những cái lá bài, gọi là cái lá bài mang tính chất là giới thiệu lá bài. Lá này chính là cái bìa hộp bài đây, đúng không nhỉ? Là bên phía sau sẽ là giới thiệu một cái pack bài hỗ trợ. Thì đây đang quảng cáo đây, quảng cáo cái pack Brazing Vortex. Cái pack này đã bóc cho các bạn xem rồi. Tiếp tục ở dưới này, tiếp tục giới thiệu game, game Dueling, đúng không? Cái này giới thiệu game thôi. Tiếp tục cũng là một trò chơi khác, Legendary Duelist, đúng không? Cái này giới thiệu game thôi. Với bộ bài ở đây chúng ta sẽ có những cái lá đây, mang đi những cái lá đầu tiên vẫn là những cái lá common, lá common mà theo cái kiểu hệ monster thôi, là một anh hệ Guardian. Thì dưới này những lá spellcaster, cái này làm độ hiếm cao đây, những lá đầu tiên. À, một em gái độ hiếm cao, một em gái đứng bên một con chó, lá speaker for the eye barrier. Dưới này nữa những cái lá bình thường, đây một lá đặc biệt khác là lá Jujin of the eye breaker. Nói chung đọc mấy cái lá này đau hết cả mồm. Không biết bao giờ đọc cái này như tiếng Việt được nhỉ. Chứ mình chỉ muốn tìm hiểu về nghĩa thôi, chứ còn về cái lá thì thực sự là cũng chẳng quan tâm cách đọc nó được. Mình người Việt Nam đọc cái phát âm cái này khó lắm. Giờ cũng qua cái tuổi học tập rồi, tiếng Anh nó kém, đọc nó cũng khó. Nhưng không sao, ta chỉ cần hiểu nghĩa thôi. Có mấy cái lá còn đấy này, nhìn cứ như kiểu trong mấy cái truyện tranh Naruto thứ nhỉ. Lá Ronin Torin. Có hai lá hai con nách thôi, một con nách là em Dupe Frog đấy. Một cái lá đặc biệt khác là lá Win Over the Eye Barrier. Mấy cái lá rất nhiều lá có đuôi là barrier nhỉ. Một cái lá này giống một cái lá phép gì đây, Frenzing Chain of the Eye Barrier. Nó hầu như các lá bài này đều có chiếc barrier ở cuối, không phải tất cả nhưng mà rất nhiều lá có chiếc barrier ở cuối. Hay một lá phép khác như là Magic Trial of the Eye Barrier. Rất nhiều lá như vậy. Medallion of the Eye Barrier. Đọc rất nhiều. Mirror of the Eye Barrier. Of the Eye rất nhiều, bộ bài kiểu băng giá mà. Cái từ đấy dùng rất là nhiều. Tổng chúng ta có một số cái lá bài bẫy nữa. Nói chung đọc cũng không hiểu gì lắm. Một coi lá trông cũng khá là ngầu, độ hiếm cao là lá Chisura Zero Dragon of the Eye Barrier. Mình thì thực sự tuổi thơ rất thích những cái lá bài rồng nhé. Trong Yu-Gi-Oh ngày xưa chỉ ước mơ có bộ bài về rồng nữa. Nhưng mà sau thấy giác cũng thấy bình thường. Ngày bé cực kỳ ấn tượng cái lá bài rồng luôn đấy. Một lá độ hiếm rất đẹp, trông rất là ngầu, một con rồng ấy kiểu đang kiểu nó. Cái con rồng này rồng nhiều đầu à? Rồng này rồng ba đầu đúng không? Rồng ba đầu. Chisura mà, rồng ba đầu ấy. Nhưng mà một cái lá, một con này, một con hổ cũng khá là đẹp. Lá Derodrin Tiger King of the Eye Barrier. Toàn chữ barrier ở cuối đó. Tiếp tục bên này chúng ta có một cái lá khác nữa, lá một con rồng khác nữa là con Baryonyx Dragon of the Eye Barrier. Đọc nhiều quen cái từ barrier hơn tí. Tiếp tục là lá một con lại cũng có rồng nữa. Lá này rất nhiều rồng, rồng toàn rồng kiểu rồng hệ băng ấy. Đấy những cái lá bài phía trên này hệ nước à, nó gọi chính xác là hệ nước, không? Hệ nước. Thì đây chữ water ở trên là hệ nước đúng không? Lá Guni Dragon of the Barrier. Ô lại lá Chisura nữa, hai cái lá này khác nhau hay giống nhau nhỉ? Chờ tí mình check lại một tí xem nào. Đây có lá Chisura, trước đây có một lá Chisura nữa. À khác nhau. Cũng là con rồng ba đầu nhưng khác nhau một chút đúng không? Lá kia là Chisura Zero. Một lá tên là Chisura Zero Dragon of the Eye Barrier. Còn lá tên là Chisura Dragon of the Eye Barrier. Nó giống nhau gần hết, khác mỗi chỗ một cái bên có chữ zero zero thôi, một bên có chữ zero, một bên không có thôi, nhưng mà cảm giác vẫn là con rồng đó, chỉ khác cái tư thế. Còn rồng này vẫn là con ba đầu cũ, nó khác khác cái phong cách một tí thôi. Rồi nói chung là cơ bản vẫn là cái lá thôi. Và cái lá cuối cùng là lá con hổ, tiếp là cái lá Tarot of Chisura. Hình như bên phía sau có hình cả mấy con rồng nữa. Thế những cái lá bài có trong cái bộ bài này chúng ta tìm hiểu qua một chút về qua một chút vậy thôi. Còn nội dung chi tiết thì như đã chia sẻ, chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu ở trong một video riêng, chứ cũng không để chung một video này làm gì, đúng không nhỉ?
Nói chung thì bộ bài trong sách hướng dẫn ở trong này nó sẽ không có sách hướng dẫn, nhưng mà nói chung là nó cũng có cái hình combo một cách trực quan, ta biết một số cái lá bài chúng ta đi kiểu sao combo cho nó chuẩn một tí rồi. Nó làm theo dạng sơ đồ, nó làm theo dạng sơ đồ chứ nó cũng không quá nhiều chữ đâu. Thì cái này mình sẽ dùng để sử dụng cho các video sau. Còn trong video này thì có lẽ ta dừng ở đây thôi. Và có vẻ như những cái lá bài nó đề xuất ở đây, hình đây cũng chỉ là hình tượng trưng. Cái lá bài trong booster pack thì cái vẻ là lá tượng trưng thôi, chứ nhiều khi một số lá bài mình nghĩ nó không liên quan nhiều đâu. Còn nếu giả sử nó liên quan thực sự thì cũng đã có rồi, tại vì mặc dù không có cái booster pack Legendary Duelist ra ấy, nhưng tuy nhiên mình thấy có một cái lá bài nó hình để hình đây cũng lá mình có trong bộ bài khác rồi, thì ra chắc không đến mức quá nhỏ đâu. Nhưng mình sợ một số lá đây có vẻ như là demo cho vui thôi sao ấy, chứ cũng không hẳn là phải cần cái lá đó. Còn nếu mà cần thật sự thì một số lá trong này mình thấy là mình cũng đã có, không phải có từ cái booster pack này nhưng mà có từ booster pack khác, hoặc từ một số cái hộp, những cái hộp, những cái hộp bài chắc direct khác, hoặc hộp star direct khác. Tại vì những cái lá bài ấy nó sẽ có sự trùng nhau nhất định, chẳng qua nó quy thì các bộ bài khác nhau, các cái mã khác nhau thôi, nhưng mà về cơ bản ấy, miễn là bài Yu-Gi-Oh gốc và cùng một cái một con bài giống nhau ấy thì có thể khác nhau một chút về mã, nhưng mà về mặt nội dung nó vẫn cơ bản như nhau, thì người ta cũng không phải lo cái đấy quá nhiều. Còn bây giờ thôi, nội dung người ta review nhẹ nhẹ nhanh nhanh một chút về bộ bài vậy thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình và cùng nhau chờ đón thêm những video mở bài khác cũng như những video xin chuyên sâu khác về game Yu-Gi-Oh! Còn giờ tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào nhé, xin chào nhé.